Các bạn đang nghe truyện tu tiên khi ngươi làm một việc đến cực hạn trên kênh TV Audio CV. Chương 1539, Hậu Thủ Đây là trận pháp, trận pháp gia trì, ngũ hành chi lực, nghịch chuyển âm dương, lấy tiên thiên chi khí, thiêu đâu xuất chân hỏa, liền có thể thúc đẩy một phần uy lực của đinh giáp, âm dương hợp luyện thần uy, tiên thiên ngũ hành đại trận này, không phải bát giai, mà là cửu giai. Bên ngoài Phục Long Sơn, trên mây cao, có người kinh hô, nói ra mấu chốt của việc này. Sao có thể, hắn khi nào thì đạt đến trận đạo cửu giai, mới qua vạn năm mà thôi, cho dù ngũ phương kỳ kia là công đức chi bảo, lại hợp với thiên địa chi thế, nhiều nhất cũng chỉ tăng lên nửa giai, thành tuyệt trận bát giai, làm sao có thể thành tiên trận cửu giai, trên mây, một đám chân tiên kinh hải gần chết. Tiên thiên ngũ hành, không phải bát giai, mà là cửu giai, nhưng cửu giai này từ đâu mà có, vạn năm trước, người này phá hủy các đại động thiên, trận đạo tạo nghệ tuy cao siêu, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là thất giai. Bây giờ tuy đã vạn năm trôi qua, vật đổi sao dời, nhưng bát giai cũng là cực hạn, cho dù có thiên đạo chú ý, công đức trợ lực, cũng tuyệt đối không thể nào trong vòng vạn năm, liền vượt qua hai tầng trời trận đạo. Cho nên, Ani bọn họ tính toán nhiều nhất, hay nói cách khác, tất cả mọi người đều tính toán rằng, tiên thiên ngũ hành trận này chỉ là bát giai. Nhưng hiện tại, lục đinh lục giáp thần hỏa âm dương hợp luyện, văn võ cùng thi triển kia chứng minh, Trận pháp này đã vượt qua bát giai kiếp tiên, là tiên trận cửu giai có thể luyện chân tiên, diệt chân thần. Cửu giai này từ đâu mà có, cửu giai này từ đâu mà có, hắn làm cách nào để nâng Tiên Thiên Ngũ Hành đại trận này lên đến mức độ như vậy, cho dù chỉ là tạm thời, chỉ có uy lực nhất thời, cũng khó mà giải thích nổi. Bên ngoài chiến trường, chúng tiên kinh hải càng thêm chấn động. Nhưng dù kinh hải đến đâu, cũng không bằng người trong trận. A à, BB Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, lục đinh lục giáp thần hỏa âm dương hợp luyện, văn võ cùng thiêu đốt, cho dù cùng là hỏa thần, Ani cũng không chịu đựng nổi, ngay cả thanh dương hắn đang cưỡi cũng kêu thảm thiết, hỏa thần trượng trong tay cũng bốc cháy, khiến bàn tay cầm gậy cháy đen, huyết nhục hóa thành than, lộ ra xương trắng. Tuy hắn là hỏa thần, nhưng cũng chỉ là hỏa thần, vì cách chân thần cửu giai, làm sao chịu được lửa thiên tiên 11 cấp, âm dương dung hợp, văn võ cùng thiêu đốt này cũng may là do hạn chế của trận pháp lục đinh lục giáp chân hỏa này chỉ có một tia không thể thiêu đốt mạnh mẽ nếu không đã sớm thiêu hắn thành tro bụi nhưng dù vậy cũng khó mà chống đỡ trong nháy mắt đã đến cửa tử chưa bao giờ cảm thấy lửa thiêu đốt lại đau đớn đáng sợ như vậy ani rốt cuộc không thể chịu đựng thêm được nữa vội vàng kêu lên chúng ta nhận thua chúng ta nhận thua đạo hữu tha mạng a à, tiếng kêu thảm thiết liên tục cầu xin tha thứ, trong lục đinh lục giáp thần hỏa, Ani cố gắng chống đỡ, đạo bào trên người đã bị thiêu rụi, ngay cả thanh dương hắn đang cưỡi cũng cháy đen một mảng, sắp hóa thành tro bụi. Đạo hữu, đa tạ, hứa dương cười một tiếng, thu hồi quạt râu rồng, lục đinh lục giáp thần hỏa lập tức biến mất, chân diễm ngập trời cũng lắng xuống, chỉ còn lại Ani toàn thân cháy đen đứng ở giữa, như trút được gánh nặng. Trong trận pháp cửa nam, lục đinh lục giáp thần hỏa biến mất, Ani đứng trơ trọi, thanh dương hắn cưỡi đã hóa thành tro bụi, toàn thân cháy đen, pháp khí trong tay bị hư hại ở các mức độ khác nhau, ngay cả hỏa thần trượng cũng không may mắn thoát khỏi, trông như than củi, nào còn uy phong lẫm liệt của bà la hỏa thần như lúc trước, thấy đối phương thu tay lại, lục đinh lục giáp thần hỏa biến mất, Ani như trút được gánh nặng, trong cơ thể cháy đen giấy lên từng đống lửa nhỏ màu đỏ sậm, muốn thiêu. Đốt vết thương trên người, nhưng lại bị một lực lượng vô hình áp chế, Lửa không cháy được, vết đen khó mà biến mất. Đạo thương, cửu kiếp tiên thần, công quả viên mãn, cùng thiên địa đồng thọ, cùng nhật nguyệt đồng quy, pháp lực vô cùng vô tận, bị thương cũng có thể nhanh chóng khôi phục, chỉ cần tam hoa ngũ khí, hạch tâm của công quả không bị tổn hại thì gần như bất tử bất diệt. Nhưng đạo thương lại là loại tổn thương như vậy, bắt nguồn từ pháp tắc đại đạo tầng cao, có thể trực tiếp hủy hoại công quả của tiên thần. Bất kể là Tam Hoa Ngũ Khí của Huyền Môn Tiên Đạo hay Luân Hải thần cách của hệ thống khác, đạo thương đều vô cùng đáng sợ, phải nhanh chóng loại bỏ, nếu không chắc chắn sẽ tổn hại đến công quả. Ani cũng vậy, Lục Đinh Lục Giáp thần hỏa này là Thiên Tiên chi hỏa cấp 11, tạo thành đạo thương cực kỳ khủng bố, với thần hỏa của bản thân hắn, căn bản không thể tự mình khôi phục, nhất định phải tìm kiếm ngoại lực trợ giúp mới có thể chữa lành. Tọa kỵ hóa thành tro bụi bản thân cũng bị đạo thương, cái giá phải trả này không hề nhỏ, nhưng so với tính mạng thì vẫn không đáng kể. Sống sót sau tai nạn, Annie không nói nhiều, chấp tay thi lễ với hứa dương, rồi lui ra khỏi cửa trận, dùng hành động thực tế tuyên bố thất bại. Thủ tử bất túc giữ mưu, thấy cảnh này, thanh quân trong trận cửa đông thầm mắng một câu, nhưng cũng không thể làm gì khác, đành phải nuốt Long Châu trở lại, thoát ra ngoài, không tiếp tục dây dưa với thượng thanh đạo nhân kia nữa. Trong trận cửa bắc, Di Thần thấy vậy, cũng quyết đoán thu tay lại, từ bỏ thái thanh đạo nhân, lui ra ngoài cửa trận, ngay cả An Tai Yêu không bị ngăn cản trong trận cửa chính, cũng quyết đoán thoát ra, cùng nhau rút lui. Trong trận chiến này, bọn họ vốn có cơ hội chiến thắng, nhất khí hóa tam thanh tuy lợi hại, nhưng đối mặt với ba vị tuyệt đỉnh tiên thần cũng không chiếm được lợi thế, chỉ cần kiên trì đến khi cửa chính bị phá, lấy được mẫu kỹ hạnh hoàng kỳ tiên thiên ngũ hành đại trận này sẽ tự sụp đổ. Đáng tiếc, không nhịn được, chỗ mấu chốt nhất lại xảy ra vấn đề, dẫn đến liên tiếp thất bại. Năm vị tiên thần, lần lượt thoát ra, cuối cùng chỉ còn cửa Tây vẫn đang kịch chiến. a à, chỉ thấy con trai của Shiva, Sanda ngửa mặt lên trời gào thét, sáu cái đầu đã hóa thành màu đen, đều là vẻ dữ tợn, 18 cánh tay cầm binh khí, cùng Ngọc Thanh Đạo Nhân kia chém giết không ngừng nghỉ. Sanda, thấy cảnh này, Ani đã lui ra khỏi trận cũng biến sắc, vội vàng gọi hắn quay về. Là chiến thần của bà La Giáo, con trai của thượng chủ Shiva, Sanda này không chỉ kế thừa lực lượng hủy diệt của phụ thân, mà còn kế thừa huyết mạch hung ác của mẫu thân, tuyết sơn nữ thần. Tuyết sơn nữ thần là vợ của Shiva, bản thân cũng là một vị chiến thần cực kỳ cường đại, ác tướng của bà là hung thần đáng sợ nhất trong bà La Giáo. Nghe nói khi vị nữ thần này nổi giận, ngay cả Shiva cũng không đủ sức trấn áp, chỉ có thể mặc kệ bà ta phát tiết, cuối cùng mới có thể khôi phục lý trí. Skanda kế thừa huyết mạch của mẫu thân, cũng có đặc điểm cực đoan này, một khi chiến đấu đến cực hạn, có khả năng sẽ nổi giận, hóa thành hung thần đáng sợ, mất đi lý trí, khó mà tự chủ, phải phân định sống chết mới chịu bỏ qua. Điều này khiến Ani có chút khó hiểu, rõ ràng trước khi chiến đấu đã thống nhất kế hoạch, điểm dừng không nên quá sâu nhập, Skanda này vì sao lại mất đi lý trí? Cho dù có ảnh hưởng của huyết mạch hung thần, nhưng khổ tu nhiều năm như vậy cũng không đến mức không có chút tự chủ nào. Là sát khí của tiên thiên ngũ hành đại trận này kích thích hắn. Tiên thiên ngũ hành, bạch hổ tây kim trận pháp phía tây này là sát phạt chi trận, sự kích thích đối với người này có thể tưởng tượng được. Cang đa này là chiến thần của bà la giáo, vốn là cường giả tuyệt đỉnh trong đám chân thần, có hy vọng đạt đến cảnh giới địa luân. Bây giờ ở trong trận pháp này chịu ảnh hưởng của sát phạt chi lực, bản tính hung ác bị kích thích chẳng lẽ muốn, lâm trận đột phá, trận chiến này chẳng lẽ còn có biến cố, biến cố gì chứ, minh tiêu quan chủ kia sao có thể cho hắn cơ hội đột phá, bốn vị tiên thần đã thoát ra, chỉ còn mình hắn ở lại trong trận, minh tiêu quan chủ kia có thể toàn lực ứng phó, dùng lục. Đinh lục giáp thần hỏa thiêu đốt, đừng nói hắn còn chưa đột phá, cho dù có đột phá, cũng không chiếm được lợi ích gì. Bên ngoài Phục Long Sơn, chúng tiên nghị luận, đã nhìn ra mấu chốt. Đèn nhà ai nấy sáng, ani cũng tỉnh ngộ lại vội vàng tiến lên hô lớn với hứa dương đang giao chiến minh tiêu đạo hữu thủ hạ lưu tình thủ hạ lưu tình đạo hữu yên tâm hứa dương cười không để ý cũng không có thêm động tác nào khác chỉ chuyển thần niệm sau đó liền thấy a à, đạo hữu ta đến giúp ngươi hàng phục hung thần này một tiếng cười khẽ vang lên hai đạo thân ảnh tiến vào trận tam thanh tụ họp vây quanh Skanda, lao vào đánh loạn xạ chuyện này hay lắm thế công thủ đã thay đổi còn muốn liều mạng, ngươi tưởng đây là phim ảnh sao, bây giờ để ngươi xem thử thế nào là chính nghĩa quần ẩu trong phòng trực tiếp, tuy không hiểu rõ mấu chốt, nhưng thấy náo nhiệt cũng vô cùng hả hê. A à. Nhìn Skanda kia bị ba vị đạo nhân vây ở giữa bảo kiếm như ý đánh loạn xạ lại có trận pháp trợ lực, ngũ hành gia trì đánh cho chiến thần bà la này đầu rơi máu chảy, càng thêm điên cuồng hung ác. Nhưng tam thanh đồng tâm hiệp lực, vừa là hóa thân chi thuật, cũng là đấu chiến chi pháp chiêu nào cũng ẩn chứa đạo lý thức nào cũng huyền diệu lại thêm lực lượng trận pháp làm sao hắn có thể địch nổi cuối cùng âm. ngọc thanh một kiếm chém xuống thái thanh thượng thanh tả hữu giáp công tam thanh hợp lực phá nát tất cả binh khí pháp khí khiến chiến thần bà la sáu đầu mười tám tay kia máu tươi bắn ra như bao tải rách rơi ra ngoài trận scandar ani vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn chỉ thấy hắn toàn thân nhuộm đỏ máu tươi sáu cái đầu và ác tướng hung thần đã biến mất chỉ còn lại một đứa trẻ hai mắt nhắm nghiền vẻ mặt đau đớn chuyện này ani đồng tử co rút lại vẻ mặt kinh hãi đúng lúc này một giọng nói vang lên đạo hữu yên tâm chỉ là huyết mạch xung đột khiến thần lực hỗn loạn thôi nghỉ ngơi một thời gian là có thể khôi phục như ban đầu ani ánh mắt ngưng tụ ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy đạo nhân kia ngồi trong trận vẫn bình tĩnh như nước đa tạ đạo hữu thủ hạ lưu tình ngày khác tiểu thần sẽ lại đến bái phỏng tuy trong lòng không cam lòng nhưng cũng không thể làm gì khác, đành phải cúi đầu nói lời khách sáo, rồi ôm Skanda rời đi. Hứa dương cười, không để ý, ánh mắt nhìn về bốn phía, xuyên qua mây mù, còn vị đạo hữu nào muốn chỉ giáo, lời vừa dứt, bốn phía đều im lặng, sau đó liền thấy độn quang bay lên, xung quanh phục Long Sơn bỗng chốc trống không. Hừ, thành sự không có, bại sự có thừa, minh tiêu đạo nhân này, giấu thật sâu, tiên thiên ngũ hành, cửu giai tiên trận, còn có lục đinh lục giáp thần hỏa kia, địa tiên không ra, ai có thể phá, tạo nghệ âm dương ngũ hành của người này, e rằng đã đạt đến cảnh giới cực hạn của chân tiên, dưới địa tiên căn bản không ai sánh bằng. Đều tại nhậm bạch mi kia, thua thì thua, sao còn dân thái thanh chính pháp lên cho hắn. Như vậy chẳng khác nào giúp kẻ địch, hoàn toàn không màng đến đại cục, hừ, bà la giáo kia, cũng là loại tham lợi quên mình, làm việc lớn mà tiếc thân, đã đến nước này rồi, còn không chịu xuống vốn, nếu mang mấy món địa tiên chi bảo ra, cho dù hắn có cửu giai tiên trận và lục đinh lục giáp thần hỏa thì đã sao không thể nói như vậy các đại thần hệ lần này chỉ là thăm dò nếu thành công thì sẽ khiến vạn đạo học cung thu liễm nhượng bộ nếu không thành công cũng chỉ duy trì hiện trạng không ảnh hưởng đến đại cục nếu dùng đến địa tiên chi bảo vậy tính chất sẽ khác song phương nhất định sẽ trở mặt thành thù võ cùng đồ và lý hiên viên kia chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn lại thêm kiếp vận đại thế bức bách một đám tiên thần tan tác như chim muôn trận chiến hạ màn thứ dương thấy vậy cũng không nói nhiều vứt tay áo một cái thu hồi trận pháp tam thanh cũng hóa thành một luồng khí biến mất một trận đại chiến cứ như vậy kết thúc chỉ có trong phòng trực tiếp mọi người vẫn đang bàn tán không ngớt vậy là xong rồi quá dễ dàng cho bọn họ rồi đánh nhau cả buổi chỉ chết có một con dê không có cách nào đạo chủ nhân từ tuy biết những người này lòng lan dạ sói nhưng vì đại cục chúng sinh vẫn phải nương tay theo ta trận này nên chém tận giấc tuyệt thả bọn họ về bọn họ vẫn sẽ tiếp tục gây sóng gió nói đi cũng phải nói lại đám vực ngoại thiên ma kia rốt cuộc là tình huống gì mấy vạn năm nay không yên ổn cũng không tấn công mỗi ngày chỉ dở trò trăng máu bọn chúng muốn làm gì ai mà biết được trong phòng trực tiếp mọi người nghị luận ồn ào rất nhanh liền chuyển chủ đề nói chuyện trên trời dưới đất thoải mái cổ kim cứ như vậy bà la giáo đại nhật thiên trong cung điện vàng son lộng lẫy một nam tử trung niên ngồi uy nghiêm như đế vương, lại như thần linh nhìn xuống thế gian, hắn mặc giáp vàng, ngay cả da thịt cũng có màu vàng kim, tỏa ra hào quang chói lọi, như mặt trời chói mắt, cho dù là thần nhân cũng khó mà nhìn thẳng. Surya, một nam tử toàn thân cháy đen, giống như cây khô bước vào kim điện, đặt đồng tử đang hôn mê bất tỉnh trong ngực xuống. Chúng ta thất bại rồi, nam tử tên là Surya cúi đầu, nhìn Ani toàn thân cháy đen, bộ dạng thê thảm, không nói gì, chỉ đưa tay, một luồng kim quang rơi xuống người Ani, muốn thắp lại ngọn lửa của bà la hỏa thần này. Nhưng mà, kim quang rơi xuống, lửa lóe lên, tuy sáng hơn một chút, nhưng nhìn chung vẫn cháy đen. Vô dụng thôi, Ani lắc đầu, thở dài nói, người kia luyện thành thiên luân thần hỏa mà chỉ thượng chủ mới có, tuy chỉ là một tia, nhưng vẫn tạo thành tổn thương khó mà tưởng tượng nổi cho ta, nhất định phải mượn nhờ thái dương chi lực của ngươi tu dưỡng vạn năm, mới có thể khôi phục như ban đầu. Ta đã chuẩn bị xong cho ngươi, Ngươi cứ an tâm tu dưỡng trong thái dương kim cung đi Nghe vậy, Surya cũng không bất ngờ Nhìn Sanda đang hôn mê Đáng tiếc Sanda thất bại Nếu không cho dù thiên đế và ba vị thượng chủ tạm thời không thể trở về Chúng ta cũng có thể phá hủy âm mưu của tên ngoại đạo tiên nhân kia Annie lắc đầu, thở dài nói Sức mạnh của hắn quá cường đại Tiên thiên ngũ hành đại trận kia không thua kém bị luân thần vực Chỉ dựa vào chúng ta không thể đánh bại hắn mà lần này chúng ta chủ động khiêu khích hắn, cho dù không hoàn toàn trở mặt, hắn cũng nhất định sẽ trả đũa. Yên tâm đi, Surya lại không để ý, đừng nói hắn còn chưa tu thành Địa Luân, cho dù có thành công, cũng đừng hòng phá vỡ Đại Nhật Thiên của ta, có thượng chủ chúc phúc, không phải một tên ngoại đạo tiên nhân có thể lay chuyển. Được rồi, nghe vậy, Ani tuy không dị nghị, nhưng vẫn dặn dò, ta và Standa đi tu dưỡng trước, ngươi tự cẩn thận. Nói xong, Hắn ông Sanda đang hôn mê đi về phía Kim cung. Surya này cũng giống như hắn, là một trong tám vị thiên thần của Bà La giáo, là trợ thủ đắc lực của Thiên đế Indra, chấp chưởng quyền năng Thái Dương. Là Thái Dương thần, người tạo ra sự sống, thực lực của Surya còn hơn cả Hỏa thần thuần túy như hắn, lại có phạm thiên thượng chủ chúc phúc, có một kiện thần khí vô cùng cường đại, là trụ cột của Bà La chúng thần hiện nay. Có hắn, lần thăm dò này tuy thất bại, nhưng cũng không đến mức thua toàn tập, nhiều nhất cũng chỉ là nén giận tiếp tục ẩn nhẫn mà thôi. Dù sao, những người kia có mạnh đến đâu, cũng chỉ là chân thần, muốn chiến thắng Suria và công phá Thái Dương Kim Cung được thượng chủ chúc phúc này, là chuyện gần như không thể. Trừ phi, cứ vậy mà thả bọn họ đi sao? Không được, vẫn chưa hả giận, có nên trả đũa, cũng tìm bọn họ, luận bàn, một chút không, luận bàn thế nào? Nếu bọn họ không đồng ý, hoặc là trực tiếp nhận thua thì sao? kẻ không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch, ngươi có cách nào, có cách nào không, túng tóc bọn họ, sau đó kiếm chuyện, khoan đã, ngươi đừng nói nhảm nữa, kiếm chuyện là sao, ngay lúc này, hình ảnh nhảy một cái, trực tiếp mở ra. Chuyện này mọi người giật mình, nhìn kỹ lại, chỉ thấy trong hình ảnh, một cái đài cao đứng sừng sững, tuy được xây bằng bạch ngọc, nhưng lại có sát khí ngập trời, như ẩn chứa núi thay biển máu, khiến người ta không rét mà run. Trảm tiên đài Mọi người biến sắc, đều kinh hãi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay lúc này, một người sải bước tiến đến, thân hình hùng vĩ như núi cao, từng khối cơ bắp như rồng như mãng, một mình bước đến trước đài cao, giống như ma thần quay lưng về phía chúng sinh, một cổ bi thương bao trùm thiên địa, một cổ sức mạnh cường đại đến cực điểm, ập vào mặt, chấn động lòng người. Nhìn bóng người quen thuộc mà xa lạ kia, trong phòng trực tiếp nhất thời im lặng. Hắn lại không hề để ý, đứng trước trảm tiên đài, thân thể khẽ động. Quanh! Một tiếng đổ vang trời, chân nguyên được thúc giục, khiến thập phương chấn động, dòng điện chói mắt từ thân thể hùng vĩ kia bắn ra, nhất thời thiên địa rung chuyển, sấm sét vang dội. Chuyện này, trong phòng trực tiếp, mọi người ánh mắt ngưng tụ, lời kinh ngạc còn chưa kịp thốt ra, liền thấy lôi đình cuồn cuộn như thác nước, đổ vào Trảm Tiên Đài được xây bằng bạch ngọc kia. Nhất thời ầm ầm, một tiếng đổ lớn, thiên địa rung chuyển, dưới sự tấn công của lôi đình trảm tiên đài đã tồn tại vạn năm kia nổ tung, tan thành từng mảnh trước ánh mắt kinh hãi của mọi người. ầm ầm, đài cao nổ tung, sụp đổ, nhưng lại nhanh chóng dựng lại, càng có lôi đình bao phủ, như đao như bút khắc xuống, trên nọc bích hiện ra phù văn, trận pháp cấm chế, từng tầng từng tầng, chồng chất vô số. Đây là thiên công tạo pháp, thấy cảnh này, trong phòng trực tiếp, có người hoảng sợ, có người kinh hô thất thanh. Ngay trong tiếng kinh hô đó, quanh lôi đình ngập trời, càng lúc càng mạnh. trong nháy mắt hóa thành luyện ngục lôi đình, nuốt chửng tất cả, che giấu mọi thứ. mọi người kinh hãi, không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy ống kính đột nhiên chuyển đổi, đổi sang hình ảnh khác. hình ảnh khác cũng là đài cao, từng tòa trạm tiên đài được xây bằng bạch ngọc hơn vạn năm trước, học cung xây dựng chế độ, thiết lập trấn ma ti và trạm tiên đài bên ngoài các cung các viện, các ti các bộ để giám sát và chấp pháp trấn ma ti không chỉ có một nơi trạm tiên đài cũng không chỉ có một cái để ứng phó với tình hình ngày càng nghiêm trọng và những thách thức từ khắp nơi vạn năm qua cơ quan trấn ma ti chỉ tăng chứ không giảm trạm tiên đài cũng theo đó trải rộng khắp thế giới bây giờ hiện ra chính là các pháp trường phân bố rải rác khắp nơi trên thế giới trạm tiên đài nhiều vô số kể thế giới này rộng lớn lại có tiên phật đầy trời thậm chí thần ma cùng tồn tại sinh linh vô số kể chủng tộc văn hóa, tín ngưỡng, tu luyện pháp môn không giống nhau, mâu thuẫn có thể tưởng tượng được, việc quản lý có thể nói là khó như lên trời. Nhưng loạn thế dùng trọng điển, huống chi lúc này còn có ma họa, cho nên, vạn đạo học cung dốc toàn lực trấn áp, dùng luật lệ nghiêm khắc để trừng trị, vạn năm qua, từ tiên thần kiếp cảnh đến phàm nhân tu sĩ, vô số người đã đổ máu trên đài cao, pháp võng, thiên đao giết đến máu chảy thành sông. Cứ như vậy, ầm ầm, vô số đài cao khắp nơi trên thế giới giờ phút này cùng lúc chấn động lại có lôi đình từ trên trời giáng xuống đổ vào đài cao bằng bạch ngọc khiến hình cụ kia thông linh không biết đã chém bao nhiêu đầu người uống bao nhiêu máu tươi bay lên trời hóa thành lôi đình đạo chủ cuối cùng cũng đến lúc này sao thiên hình cuối cùng cũng phải xuất thế càng có tu sĩ trấn ma linh quan chấp pháp không kìm được nước mắt cởi bỏ trấn ma pháp khí và chấp pháp linh bảo hai tay nâng lên dâng lên trời cao. Nhất thời, ầm ầm, trên trời vang lên tiếng sấm, như có tiếng đáp lại, từng kiện trấn ma pháp khí, chấp pháp linh bảo bay lên trời, nối liền lôi đình với trời đất, trăm sông đổ về một biển, đều hướng về một nơi. Đối mặt với tình hình này, trong phòng trực tiếp lại im lặng. Ngay lúc này, hình ảnh lại chuyển đổi, trở về chỗ người dẫn chương trình. Chỉ thấy nơi đây, sấm sét vang dội khắp nơi, hóa thành một mảnh luyện ngục, lại có vô số lôi đình từ bốn phương tám hướng kéo đến đổ vào trong địa ngục lôi đình vô số lôi đình trong đó có hình cụ sinh sát cũng có pháp khí trấn ma dòng chảy cuồn cuộn như vậy đổ vào trong địa ngục được thiên công tạo pháp luyện chế tạo thành một khí hình thể nói là khí cũng không hẳn càng giống một cây cột lôi đình cao ngất giữa trời trước cây cột này một người đang vận chuyển thân thể điều khiển lôi điện dùng hết toàn lực đánh từng đạo phù văn, trận pháp cấm chế vào trong cây cột đá trước mặt. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, quanh. Lôi đình nổ vang, thiên địa rung chuyển, cây cột biến đổi, dần dần hình thành thân thể người, như một vị thiên thần đứng sừng sững giữa luyện ngục lôi đình, cao vạn trượng, khí thế ngập trời, đỉnh thiên lập địa, uy chấn hoàng vũ. Đây là phong thần trảm tướng tôn giả, không, đây là thiên hình. Trong phòng trực tiếp, mọi người đồng tử co rút lại, kinh hãi tột độ. Hắn thành công rồi, tiên bảo cửu giai, tiên bảo công đức cửu giai, tạo pháp bát giai, thiên công tạo pháp bát giai, vậy mà thật sự để bọn họ luyện thành rồi, chuyện này, trong phòng trực tiếp, một đám tiên thần nhìn chầm chầm vào màn hình, nhìn thân ảnh dần dần hiện ra trong lôi đình, vẻ kinh hãi trong mắt khó mà hình dung. Trấn Ma Ti, Trảm Tiên Đài, Linh Tê Thần Kiếm, Trảm Tiên Phi Đao, Hình Pháp Nghiêm Minh, Trị Thế Trấn Ma, vạn năm qua, vạn đạo học cung hành động liên tiếp, từng bước một, từng vòng một siết chặt. Trước tiên là thành lập trấn ma ti và trảm tiên đài, phân bố khắp nơi trên thế giới để nắm giữ quyền giám sát và chấp pháp, sau đó lại ban hành linh tê thần kiếm và trảm tiên phi đao, hai loại tiên khí sát phạt và pháp bảo mô phỏng, ban cho các tu sĩ, trở thành vật phẩm tiêu chuẩn. Về sau lại dùng hình phạt nghiêm khắc để trị thế, trấn áp thiên hạ bằng luật lệ, trấn ma ti xử lý vô số vụ án, Trảm tiên đài máu chảy thành sông, linh tê thần kiếm, trảm tiên phi đao, cùng với các loại hình cụ sinh sát, pháp bảo trấn ma, không biết đã uống bao nhiêu máu tươi, thu bao nhiêu vong hồn. Cứ như vậy, trị thế vạn năm, không chỉ công đức viên mãn, đạt đến đỉnh cao của hành quyết, mà còn được thiên đạo chú ý, lòng người ủng hộ, khiến thiên công tạo pháp tiến thêm một bước, bước vào cảnh giới bát giai. Hành quyết chi khí, thiên công bát giai, hai thứ kết hợp chính là vật trước mắt này. Thiên hình Từ khi Trấn Ma Ti và Trảm Tiên Đài được thành lập, Linh Tê Thần Kiếm và Trảm Tiên Phi Đao được ban hành, trong vạn đạo học cung đã có lời đồn, các vị đạo chủ muốn luyện chế một kiện tiên bảo, đồng thời lấy đó làm hạch tâm để chế tạo cơ giáp chân tiên thứ ba, à không, thứ nhất của vạn đạo học cung. Trước đây, tuy vạn đạo học cung cũng có cơ giáp chân tiên, như ngũ hành tiên tôn của Minh Tiêu Quan Chủ và cửu nghi thiên tôn của hiên viên kiếm chủ, nhưng đó chỉ là lời đồn đại, chưa được học cung chính thức công nhận. Nguyên nhân trong đó, không phải học cung cố ý che giấu, mà là vì hai đại cơ giáp chân tiên này là vật phẩm chuyên dụng cá nhân, chỉ có trong tay minh tiêu quan chủ và hiên viên kiếm chủ mới có thể phát huy chiến lực chân tiên, người khác căn bản không thể sử dụng. Dù sao lúc đó thiên công tạo pháp của vạn đạo học cung chỉ mới đạt đến thất giai, cơ giáp tiên linh thượng phẩm thông dụng được chế tạo, nhiều nhất cũng chỉ đạt đến hư tiên hai ba kiếp quan, sao có thể so sánh với chân tiên cửu kiếp viên mãn cũng chỉ có ngũ hành tiên tôn và cửu nghi thiên tôn là hai trường hợp đặc biệt, là chuyên dụng cá nhân, không nằm trong quy tắc thông thường. Nhưng bây giờ, công đức tiên bảo cửu giai, thiên công tạo pháp bát giai, giới hạn của tạo pháp đã bị phá vỡ, cơ giáp chân tiên đầu tiên, cơ giáp chân tiên đầu tiên thực sự xứng danh sắp ra đời. Nó không chỉ đại diện cho chiến lực của một vị chân tiên, mà còn là bước nhảy vọt của cả vạn đạo học cung, là tâm huyết của ức vạn tu sĩ, dùng ý chí lớn lao, trí tuệ lớn lao khí vẫn lớn lao để tạo ra thành quả to lớn cảnh giới cao siêu tiến thêm một bước đạt đến đỉnh cao xuất thần nhập hóa sự ra đời của nó sẽ mang đến cho vạn đạo học cung mang đến cho thế giới này những thay đổi và chấn động long trời lở đất điều này khiến mọi người sao có thể không kinh ngạc sao có thể không chấn động hình phạt nghiêm minh trị thế trấn ma khổ công vạn năm cuối cùng cũng có kết quả vạn đạo học cung kia tuy nói hình phạt nghiêm khắc tạo ra sát nghiệp vô số nhưng trong thời loạn lạc ma họa này cũng là thuận theo trời đất cho nên mới có thể chế tạo ra hành quyết chi khí này trong hoàn cảnh không có khí sư cửu giai khí này không chỉ là tiên bảo cửu giai mà còn được thiên đạo ủng hộ công đức gia thân là công đức tiên bảo cửu giai hiếm có trong cổ kim tiên bảo bình thường khi xuất thế nhất định sẽ có thiên kiếp giáng xuống nhưng công đức tiên bảo này không chỉ không có thiên kiếp ngăn trở mà còn được thiên đạo trợ giúp lôi đình tạo hóa giúp nó thành công công đức tiên bảo được luyện chế như vậy, lại là hành quyết chi khí thuận theo trời đất, quyền năng và uy lực trong thế giới này, e rằng không. Thua kém tiên khí bản mạng của địa tiên. Lại thêm thiên công tạo pháp đột phá bát giai, kết hợp với ức vạn hình cụ sinh sát và pháp bảo trấn ma, tạo thành cơ giáp thiên hình này, đây nào phải là cơ giáp chân tiên, rõ ràng là một loại địa tiên khác, kẻ trộm cắp thì đáng chém, kẻ cướp đoạt quyền lực thì đáng giết, kẻ trộm ma họa, trộm thiên ý, trọng lòng người, chưa đến vạn năm đã đạt đến cảnh giới như vậy, ta khổ tu hơn 10 vạn năm, vẫn chưa vượt qua được cửu kiếp. Thiên đạo bất công. Một đám tiên thần kinh hãi, thậm chí ghen tị đến mất bình tĩnh. Cũng không trách bọn họ như vậy, ghen tị chỉ là một phần, quan trọng hơn là lợi ích bị ảnh hưởng. Trước đó năm vị thần liên thủ, tuy bại dưới Minh Tiêu đạo pháp, tiên thiên ngũ hành trận, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thất bại, ít nhiều vẫn còn hy vọng chỉ cần tiếp tục ẩn nhẫn, chờ đến khi địa tiên nhập thế là có thể lật ngược tình thế, rửa sạch nhục nhã. Nhưng bây giờ địa tiên còn chưa nhập thế, đối phương đã có chiến lực như vậy, chẳng lẽ tiếp theo bọn họ lại phải bị áp chế thêm ngàn vạn năm nữa, như kiếm treo trên đầu, như núi đè nặng, chỉ có thể ẩn nhẫn, chịu đựng sao, cho dù ngày sau địa tiên nhập thế, thì có mấy người dám mạo hiểm thiên uy, nghịch đại thế lòng người để liều mạng với hắn, nuôi hổ gây họa, nuôi hổ gây họa, đã nuôi đến mức này rồi sao, chẳng lẽ chỉ có các vị đại thần chủ trở về thiên tôn đế quân giáng thế mới có thể ngăn cản ngọn lửa giận của hắn một đám tiên thần tâm tư hỗn loạn vừa kinh hãi vừa sợ hãi trong phòng trực tiếp các bình luận cũng ồn ào không ngớt khó mà kiềm chế sự kích động trong lòng xong rồi cuối cùng cũng thành công rồi đây chính là thiên hình cơ giáp chân tiên trong truyền thuyết hu 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 liệt tổ liệt tông con cháu cuối cùng cũng báo thù cho người Bái tế tổ tiên không quên báo cáo, ta đã nói, sau lần này lại là điện chủ trực tiếp, thì ra là khoe xe mới, trước đây là tam đại cự đầu trực tiếp, chỉ có điện chủ là không có cơ giáp chân tiên xứng đôi, bây giờ cuối cùng cũng viên mãn rồi. Tam đại cự đầu viên mãn, còn tứ đại bá chủ thì sao? Đúng vậy, viện chủ những năm này cẩn thận, tuy không trực tiếp nhiều, lộ mặt rất ít, nhưng không có công lao cũng có khổ lao, không là một cái cho hắn, thật không nói nên lời, càng tiến cuộc sống vui vẻ viện chủ khi nào thì đổi thành ngươi trực tiếp sẽ có sẽ có tạo pháp bát giai đã hoàn thiện chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi cơ giáp chân tiên này sớm muộn cũng sẽ được sản xuất hàng loạt đến lúc đó đừng nói các vị đại lão ngay cả chúng ta những con tôm con tép nhỏ này nói không chừng cũng có thể thử cảm giác làm tiên nhân mọi người cố gắng sống sót nhé nói nhảm ta cũng muốn sống nhưng chuyện này có khả thi sao hơn vạn năm mới chế tạo được một cái chẳng lẽ phải xếp hàng đến đời cháu chắc ta không có nhiều tham vọng như vậy, chỉ cần khi còn sống được thử phong thần trảm tướng tôn giả là được rồi. Mọi người im lặng, đừng che mất hình ảnh, trong phòng trực tiếp, các bình luận ồn ngào, mọi người huyên náo, khó mà kiềm chế sự kích động trong lòng. Ngay lúc này, lôi đình dần dần tan đi, thân thể của thiên hình cuối cùng cũng hiện ra trước mắt mọi người, như thần linh cao ngất, lại có uy thế hành quyết chấn nhiếp hoàng vũ. Thấy vậy, võ cuồng đồ, không nói nhiều, trực tiếp nhảy lên, hóa thành một tia chớp, xông vào cơ thể cơ giáp ầm ầm vỏ giả bay vào lôi đình lại bắn ra cơ thể vạn trượng kia chuyển động hóa thành một tia chớp bay thẳng lên trời trong nháy mắt đã biến mất không thấy bóng dáng đây là muốn làm gì còn phải nói sao cơ giáp mới ra lò chắc chắn phải thử nghiệm thực chiến chứ thực chiến tìm ai thực chiến ai chịu đựng nổi màn thực chiến này cũng đúng thật khó đoán các ngươi nói có đúng không bà la giáo thần hệ đông doanh ani Susano, trong phòng trực tiếp, mọi người trêu chọc, cười nói không ngừng. Chỉ có một đám tiên thần, như vừa tỉnh mộng, vô cùng sợ hãi. Ở một nơi khác bà La Giáo, Đại Nhật Thiên, Surya bước nhanh, xuyên qua hư không, trong nháy mắt đã đến một cung điện bí mật. Trong cung điện, có một nam tử cầm đại đao màu vàng kim đang ngồi xếp bằng. Hắn trông như người trung niên, tóc trắng da đen, vừa cùng giả vừa bá đạo, vừa như đầm nước lạnh, không chút gợn sóng, trông có vẻ mâu thuẫn nhưng lại không hiểu sao dung hòa được với nhau suria vừa đến không nói lời nào đã bị hắn đuổi đi susano ngươi phải rời khỏi đây rời đi susano nghe vậy cười lạnh đi đâu takama thấy susano không nhúc nhích căn bản không muốn rời đi suria cũng có chút tức giận người kia đã luyện thành một kiện thần khí cực kỳ đáng sợ ta không còn sức bảo vệ ngươi nữa nếu muốn sống ngươi tốt nhất lập tức trở về takama bọn họ hẳn là không dám phá hủy thần vực địa luân Takama, Susano nghe vậy, cười lạnh càng thêm sâu. Ngươi có thể mở ra đại tự tại thiên sao? Ngươi, Suria ánh mắt ngưng tụ, nhưng lại không thể phản bác. Takama, thần vực chính của thần hệ Đông Doanh, do thần chủ Iranagi sáng tạo, sau đó truyền lại cho Thiên Chiếu, một trong tam quý tử. Hai vị này đều là thần cấp, địa luân, từng tham gia đại chiến thượng cổ, cũng giống như những vị địa thần, thiên thần khác từng tham gia đại chiến thượng cổ sau khi chiến đấu đều phong bế thần vực để tu dưỡng, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, ngay cả tiên thần cùng huyết thống cũng không thể mở ra. Cho nên, Susano không thể trở về Takama, cũng giống như bọn họ, những vị thần của bà La Giáo, không thể mở ra đại tự tại thiên của tam tướng thần vậy. Nhưng hắn mặc kệ Susano có về được hay không, hiện tại việc cấp bách là phải nhanh chóng vứt bỏ củ khoai lang nóng này. Ngươi ở lại đây, chỉ có một con đường chết, Surya thần sắc lạnh lùng, ta sẽ không bảo vệ ngươi, ngươi nói không bảo vệ là không bảo vệ sao, Susano cười lạnh, chuyện đã làm rồi, bây giờ hối hận thì có ích gì. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ bỏ qua cho ngươi sao, nói xong, hắn đứng dậy, hai mắt lóe lên lôi đình dữ dội, ngươi không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cùng ta liên thủ chống lại bọn họ, nếu không trên trảm tiên đài kia, nhất định sẽ có một chỗ cho ngươi, ngươi. Surya nghẹn lời, định ra tay nhưng không ngờ, quanh. Một tiếng nổ lớn, thanh thế kinh thiên động địa, một đạo đao quang trắng như tuyết từ trên trời giáng xuống, chính là lưỡi đao hành quyết được tạo thành từ lôi đình. Một đao này, thế không thể đỡ, phá vỡ thái dương kim cung, đánh nát từng tầng kim quang, chém đôi cung điện vàng son lộng lẫy này, mái vòng bị sốt lên, lộ ra hai người đang bí mật gặp mặt trong cung. Surya đồng tử co rút lại, kinh hải ngẩng đầu, chỉ thấy bên ngoài kim cung, lôi đình cuồn cuộn ngập trời, một vị thần đứng sừng sững giữa không trung, hai mắt tỏa ra thần quang, như pháp võng thiên la, khóa chặt hắn và Susano. Sao lại thế này, Ani toàn thân cháy đen vội vàng chạy tới, sau đó cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi, nhất thời không biết phải làm sao. Nhưng người tới cũng không để ý đến những điều này, giọng nói như sấm sét vang vọng thắp thái dương kim cung. Bà la thần Surya, ngươi chứa chấp tà thần, bao che tội phạm, đã vi phạm luật lệ của học cung cùng ta đi một chuyến tiếng sấm nổ vang vang vọng khắp kim cung khiến sắc mặt surya tối sầm chỉ có susano cười lạnh lặng lẽ lùi về sau lưng surya giao cục diện cho vị thái dương thần của bà la giáo này ani cũng giật mình tỉnh lại nhìn susano đang nấp sau lưng surya rồi lại nhìn thần linh đang đứng sừng sững trên bầu trời bên ngoài kim cung kia vội vàng tiến lên giải thích đây là hiểu lầm chúng ta không có hiểu lầm gì hết lời còn chưa dứt, đã bị cắt ngang, chỉ thấy Surya thần sắc lạnh lùng, trên người bốc lên kim diễm như mặt trời thiêu đốt, trong mắt bắn ra kim quang, trực tiếp đối đầu với vị thiên thần kia, ta là Thái Dương thần Surya, ngoài ba vị thượng chủ và thiên đế, không có. Bất kỳ ai có thể áp đặt luật pháp lên ta, nói xong, kim quang trên người hắn tỏa ra rực rỡ, như mặt trời chói chang, từng tầng từng tầng ánh sáng dâng lên, nhanh chóng chữa trị kim cung bị chém vỡ, các ngươi, đám ngoại đạo tiên nhân may mắn cướp được quyền năng của thiên địa liền muốn quản lý cả bà la giáo chúng ta ngay cả tiên đế của các ngươi cũng không có lá gan này giọng nói như sấm chấn động tuy là bà la thần ngữ nhưng ý tứ trong đó lại rõ ràng truyền đạt đến mọi người suria thái độ này của hắn khiến ani kinh hãi muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời hắn đã hiểu ý đồ của người tới cũng cảm nhận được quyết tâm của suria người và tan vật đều đã có chuyện này không còn chỗ thương lượng nữa, dù bọn họ có giải thích thế nào, biện hộ ra sao, thậm chí bắt Susano giao ra, vạn đạo học cung cũng sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này, càng sẽ không hủy hoại quy tắc và luật lệ mà bọn họ dày công xây dựng trước mặt mọi người, cho nên, bọn họ đã không còn đường lui, hoặc là liều chết phản kháng, hoặc là tay chịu trói, tiếp nhận sự phán xét của đối phương. Là thái dương thần của bà La Giáo, Surya không thể nào lựa chọn với sau, bởi vì sự phán xét đó không chỉ dành cho hắn, mà còn là uy nghiêm của cả bà La Giáo, sự kiêu ngạo của Thái Dương Thần, cùng với lòng trung thành với thiên đế và tín ngưỡng đối với tam tướng thần, không cho phép hắn lựa chọn như vậy. Chỉ có tự chiến, không còn lựa chọn nào khác, đã muốn tự chiến, thì không có lý do gì để yếu đuối. Điều này khiến Ani trầm mặt, cuối cùng cũng lấy ra hỏa thần trượng cháy đen. Như vậy mới đúng, Susano phía sau cũng cười lạnh, rút ra một thanh đại đao cuốn lôi đình. Surya đứng ở phía trước, trong ngọn lửa vàng rực, một bộ chiến giáp chói lọi đến khó tả dần dần hiện ra, màu vàng kim như ánh sáng mặt trời, từng tầng từng tầng, lớp lớp chồng lên nhau. Đây là Thái Dương Thần Giáp. Trong phòng trực tiếp, mọi người đồng tử co rút lại, có tiên thần kinh hô, nói ra lai lịch của bộ chiến giáp hoàng kim này. Thần khí thập giai, Thái Dương Thần Giáp, truyền thuyết Thái Dương Thần Surya có một bộ thần giáp cực kỳ cường đại, nó được tạo thành từ ánh sáng mặt trời, có hơn ngàn tầng, mỗi tầng đều cần khổ tu ngàn năm mới có thể phá vỡ, lại như mặt trời, nắm giữ sức mạnh vô tận, mỗi tầng hào quang sau khi bị phá vỡ sẽ tự động chữa lành. Ngay cả thượng chủ viết sung cường đại, để phá vỡ bộ thần giáp này, cũng phải phân ra hai đại hóa thân, liên tục tấn công, mất 10 vạn năm, mới phá vỡ được thái dương thần giáp. Đương nhiên, đây là truyền thuyết của bà La Giáo, trên thực tế Thái Dương thần giáp này không có sức mạnh cường đại như vậy, nó chỉ là thần khí cấp địa luân, không thể ngăn cản thượng chủ, thiên luân, như viết xuân, truyền thuyết kia chỉ là sự sắp đặt của vận mệnh, nhu cầu của thần thoại. Dù vậy, là một kiện thần khí thập giai, sức mạnh của nó cũng cực kỳ cường đại, đặc biệt là trong tay Surya, thần khí hợp nhất, hào quang vĩnh hằng của Thái Dương, ban cho thần giáp này sức mạnh, bất diệt. Chỉ thấy hắn bước lên phía trước, Thái Dương thần giáp tỏa ra hào quang chói lọi, cùng Thái Dương kim cung này tạo thành phòng ngự, tầng tầng lớp lớp, vòng vòng đang xen hóa thành một thế giới độc lập, một thái dương thần vực. Trong hệ thống của bà La Giáo, chỉ có thần linh cấp địa luân mới có thể chân chính sáng tạo thần vực, trở thành chủ nhân của một tiểu thế giới. Tuy Surya chưa tu thành địa luân, nhưng mượn sức mạnh của thái dương thần giáp, miễn cưỡng cũng có thể biến thái dương kim cung này thành thần vực, có được sức mạnh vượt qua, chân thần. Thái dương thần giáp này không phải thần khí thập giai bình thường, đã gần đạt đến trình độ tiên bảo bản mạng của địa tiên nó là một loại thể hiện của thái dương nắm giữ sức mạnh của pháp tắc và đại đạo trừ phi địa tiên xuất thế nếu không ai có thể phá vỡ thái dương thần vực này khó trách hắn dám chứa chấp susano thì ra là có thủ đoạn này không chỉ hắn các đại thần hệ đều có vài vị chân tiên tuyệt đỉnh như vậy các đại thần hệ quả nhiên nội tình thâm hậu nhưng thiên hình này trong phòng trực tiếp nhìn ánh sáng tỏa ra từ thái dương thần giáp một đám tiên thần nghị luận ồn ào cũng không dám đưa ra kết luận Surya cũng không quan tâm nhiều đứng sừng sững trong thái dương thần vực nhìn lôi đình thiên thần bên ngoài bà la giáo ta chỉ tuân theo pháp luật của thiên đế và ba vị thượng chủ vạn đạo học cung các ngươi không có tư cách quản lý trước kia không có sau này cũng không có thật sao hứa dương nghe vậy cũng dứt khoát trực tiếp thúc giục thiên hình trong lôi đình cuồn cuộn một đạo đao quan kinh thiên động địa bay ra đao quan ngàn trượng lôi đình bao phủ như lưỡi đao thiên hình xé toạc hoàng vũ chém vào thái dương thần vực. Quanh! Một tiếng nổ lớn, thiên địa rung chuyển, lôi đình thiên đao giận dữ chém xuống, chỉ thấy kim quang cuồn cuộn, khí thế mạnh mẽ phá vỡ ra ngoài. Thái dương thần giáp ngàn tầng phòng ngự, không thể đỡ nổi lưỡi đao lôi đình sắc bén, Surya đang ở trong thần vực thân thể chấn động, trước ngực nổ tung một luồng sáng chói mắt, cả người bị đẩy lùi mấy bước. Surya, sao vậy? Thấy cảnh này, Ani và Susano đều biến sắc, vội vàng tiến lên đỡ lấy Surya. ầm ầm ầm, Surya bước lên phía trước, kim quang bùng nổ, chấn động thần vực, mới ổn định được thân thể, nhưng vẻ kinh hãi trên mặt vẫn không thể nào biến mất. Hắn cúi đầu nhìn xuống ngực mình, chỉ thấy một vết đao dữ tợn, nằm trên thái dương thần giáp, bên trong còn có dịch thể màu vàng kim chảy ra, chính là máu của vị thái dương thần này. Một đòn phá giáp, thần linh chảy máu, sao có thể? Surya đầy mặt kinh ngạc, khó mà chấp nhận kết quả này, nhưng cơn đau truyền đến từ ngược lại nhắc nhở hắn về sự thật tàn khốc đây là trạm tiên phi đao trong phòng trực tiếp mọi người đồng tử co rút lại cũng kinh hãi tột độ linh tê thần kiếm trạm tiên phi đao chính là hai đại tiên khí được vạn đạo học cung chủ trương trong vạn năm qua thanh kiếm chuyên công nguyên thần chém nê hoàng cung đoạt phách vô hình thanh đao chuyên công nhục thân phá đạo thể tiên thần tuyệt mệnh một đao một kiếm này vừa là hành quyết chi khí của trạm tiên đài cũng là trấn ma chi bảo của trấn ma ti vạn năm qua đã tạo nên uy danh hiển hách nhưng bây giờ thanh đao này ầm ầm trên chính tầng trời trong lôi đình thần linh uy nghiêm vạn trượng kia giơ tay lên một thanh thiên đao hiện ra giữa không trung được tạo thành từ lôi đình ngưng tụ từ hành quyết đao quan sắc bén che khuất ánh sáng của nhật nguyệt lại hướng thái dương thần vực này chém xuống suria biến sắc cố gắng đứng thẳng người thúc giục thần lực điều khiển thái dương kim cung muốn bảo vệ thần vực nhưng thiên đao vô cùng sắc bén lại phá vỡ ánh sáng mặt trời ầm ầm chém vào trong vực lưỡi đao hướng thẳng về phía đối thủ ngươi vậy mà xâm nhập được thái dương thần vực của ta suria vừa kinh hãi vừa vui mừng vội vàng cầm lấy một cây búa vàng rồi nói với ani và susano phía sau trong thái dương thần vực của ta cho dù là thần địa luân cũng sẽ bị áp chế ba người chúng ta liên thủ nhất định có thể đánh bại hắn nói xong hắn vung búa vàng lên đánh về phía kẻ cùng vọng dám xông vào thần vực kia ani và susano phía sau thấy vậy cũng dơ hỏa thần trượng và thiên tùng vân kiếm lên phối hợp tấn công từ hai phía ầm búa vàng đánh xuống như mặt trời rơi mang theo sức mạnh vạn quân va chạm với lưỡi đao hành quyết kia nhất thời lửa giận bắn tung tóe tiếng nổ vang trời thế lực ngang nhau không ai chịu thua ai suria tấn công trước ani và susano theo sát phía sau hỏa thần trượng và thiên tùng vân kiếm trái phải kẹp kích, vây thiên hình ở giữa, ba mặt giáp công. Bị vây công như vậy, người tới lại không hề sợ hãi, tay cầm thiên đao hung hãn đối đầu với ba đại thần khí, nhất thời tiếng va chạm vang lên không ngừng, khiến thần vực chấn động, kim cung rung lắc. Chuyện này, thấy hứa dương cầm đao xông vào thần vực, một đám tiên thần trong phòng trực tiếp kinh hãi. Thái dương thần vực này, được tạo thành từ thái dương thần giáp, cùng với chân thần tuyệt đỉnh Surya, tuy không thể so sánh với thần vực tiên giới chân chính, nhưng cũng có bảy phần uy lực, tương đương với một đại trận độc lập cửu giai, thậm chí thập giai, cho dù địa tiên đích thân tới, cũng phải dùng thủ đoạn phi phàm mới có thể phá vỡ. Cơ giáp thiên hình này, tuy chiến lực kinh người, ngay cả Thái Dương thần giáp cũng có thể làm bị thương, nhưng cứ như vậy xông vào thần vực của đối phương, chiến đấu trên sân nhà của người ta, khó tránh khỏi có chút bất lợi. Nếu ở bên ngoài thần vực, ba vị thần này liên thủ cũng không phải đối thủ của cơ giáp thiên hình, nhưng trong thần vực này, được pháp tắc và đại đạo gia trì, bọn họ có thể sánh ngang với hắn. Thần vực thiên địa, tự thành một thế giới, ngoài nội tình tích lũy của bản thân, còn có thể hấp thụ lực lượng từ thiên địa bên ngoài, thần lực vô tận, lại có thể áp chế đối thủ, cho dù chân tiên, chân thần tiến vào, cũng sẽ bị tiêu hao đến chết. Nhìn thiên hình cơ giáp này, Tuy có chiến lực tuyệt luân, nhưng Thiên Công Tạo Pháp, Cơ Giáp Vạn Khí đều cần linh thạch để vận hành, tiêu hao rất lớn, không thể chiến đấu lâu dài, cứ tiêu hao như vậy, nói không chừng thật sự có khả năng, nếu trận chiến này không có kết quả, để bà La giáo kia bảo vệ được thần vực, không bị trừng phạt, vậy các đại thần hệ khác nhất định sẽ học theo, tự lập môn hộ, khiến Vạn Đạo chi pháp, quy củ của học cung trở nên vô dụng, đứng ngoài cuộc, mọi người nghị luận ồn. Ào cũng nhìn ra được điểm mấu chốt. Người ngoài cuộc còn có thể nhìn ra mấu chốt, ba vị thần linh đang chiến đấu kia càng không cần phải nói. Cố thủ, chỉ cần cố thủ, trận chiến này sẽ thắng, Surya đầu bốc lên kim diễm, mắt bắn ra thần quang, hai tay cầm hai cây búa vàng, dựa vào lực lượng bảo vệ của Thái Dương thần giáp, liều mạng tấn công, muốn lấy thân làm lá trắng, giành lấy chiến thắng. Ani và Susano thấy vậy, cũng không hề giữ lại, thi triển thần thuật, hỏa thần trượng và thiên tùng vân kiếm phối hợp ăn ý lôi hỏa cùng lúc sử dụng tấn công từ hai phía muốn tiêu hao đối thủ khiến cơ giáp kia kiệt sức nhưng mà ầm 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 hứa dương vung đao phá vỡ thế công của ba người sau đó nhìn về phía một người thần quang trong linh đài ngưng tụ hóa thành một con mắt thiên nhãn mở ra thiên nhãn mở ra thần quang như kiếm bắn thẳng vào mi tâm đối thủ mở cửa nê hoàng cung Surya ánh mắt ngưng tụ thân thể cứng đờ vừa kinh hãi vừa sợ hãi nhưng lại bất lực bởi vì còn chưa kịp phản ứng kiếm quan kia đã xuyên vào mi tâm xuyên qua nguyên thần chế trụ thần hồn giống như mặt trời kia trong luân hải đặc thù của bà la thần một vòng mặt trời bị kiếm quan xuyên thủng lại có phù văn phức tạp hiện ra như xiềng xích trói buộc mặt trời kia trong hư không còn vang lên từng tiếng sấm lưới trời tuy thưa mà khó thoát thiên địa có pháp lòng người có luật suria ngươi tội đáng chém đáng chém đáng chém đáng chém. Từng tiếng sấm vang vọng, như pháp luật của trời đất, trịnh trọng tuyên bố, luận tội tử hình. Surya, chém. Một tiếng kinh hô từ bên ngoài truyền đến, nhưng không thể nào ngăn cản pháp luật, thần hồn bị cấm chế, trấn áp kia. Trong hiện thực, Surya cứng đờ tại chỗ, như con rối mất hồn, Ani và Susano thấy vậy thì vô cùng sợ hãi, liên tục gào thét muốn gọi hắn tỉnh lại. Nhưng thần hồn chưa về, thiên đao đã dơ lên, như lôi đình, như cuồng phong, thế không thể đỡ. Phóc ầm ầm ầm, một tiếng hừ, một tiếng va chạm, sau đó là máu tươi màu vàng kim phun trào, một cái đầu với vẻ mặt cứng đờ bay lên. Surya Ani ngã xuống đất, hỏa thần trượng trong tay đã bị thiên đao chém đứt, trên ngực cháy đen cũng xuất hiện vết đao, thần huyết bắn tung tóe, hắn lại không quan tâm đến, chỉ nhìn về phía trước với ánh mắt như muốn nứt ra, phát ra tiếng hét thảm thiết. Phía trước, một thân thể, một thân thể không đầu đứng bất động trên mặt đất. Thái dương thần giáp ngàn tầng hào quang không bị phá vỡ, nhưng lại không thấy đầu của thái dương thần, chỉ có thân thể không đầu cứng đờ đứng tại chỗ. Quanh! Thái dương mất đầu, lôi đình sợ hãi bỏ chạy, một tia chớp ầm ầm bay ra, hướng về phía ngoài vực. Nhưng mà hứa dương không nói gì, thiên hình lại vung một đao, chỉ thấy bên ngoài thần vực, hư không vỡ vụn, lôi đình tan biến, một thân thể tách rời rơi xuống từ đó, ngã xuống đất không còn động tĩnh. Trong nháy mắt, ba vị chân thần, hai chết một bị thương. Trong hư không thần vực, càng có vết đau xuất hiện, văng Tháp nơi nhìn thấy mà giật mình. Cuối cùng, ầm ầm ầm, một tiếng đổ lớn, thần vực sụp đổ, chỉ còn lại Thái Dương Kim cung đổ nát, đứng lặng lẽ trong thiên địa tĩnh mịch này. Ani co quắp ngã xuống đất, thân thể cháy đen không còn thần lực để bay lên, vết thương trên ngực càng khiến hắn không thể động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn thần linh lôi đình kia bước tới tay cầm thiên đao định làm chuyện hành quyết dưới uy hiếp như vậy ta nhận thua ta nhận thua chứng kiến ani chịu thua đầu hàng cả căn phòng trực tiếp chìm trong tĩnh lặng không ai ngờ cục diện lại xoay chuyển đột ngột đến vậy chỉ có hứa dương chẳng nói chẳng rằng thu hồi thiên hình đao phong rồi lại lật tay lấy đi thủ cấp cùng thái dương thần giáp của suria bên ngoài thần vực đám tu sĩ chấp pháp chờ đợi đã lâu lúc này mới nối đuôi nhau tiến vào, truy bắt những kẻ liên quan, niêm phong tài sản. Trong Thái Dương Kim Cung, đám, kiền đạt bà, kinh hoàng thất thố, nhưng nhìn thấy thảm trạng của Ani cùng kim huyết còn sót lại của Surya, cũng chẳng dám phản kháng, chỉ đành thúc thủ chịu trói. Chuyện chứa chấp Susano, tuy có thể là do Surya một tay gây nên, nhưng thân là thiên chi chủ, hắn cùng thuộc hạ vốn là vinh nhục cùng hưởng, những kiền đạt bà này phụng sự vị thần của mình, tự nhiên cũng khó thoát liên can, tội trạng cụ thể ra sao, tự có phán quyết thích đáng. Nhưng dù thế nào đi nữa, sau ngày hôm nay, bà la giáo môn Thái Dương thần giáo này, sẽ bị coi là tà thần dâm tế, hương hỏa ác bị cấm tiệt, không còn khả năng truyền giáo, giống như Susano trước đây. Đây quả là một sự chấn nhiếp mạnh mẽ, một sự chấn nhiếp vô cùng lớn, trước đây trận chiến Phục Long, tuy cuối cùng đều thất bại, nhưng cũng chỉ là điểm đến là dừng, chưa đến mức đại bại, các đại thần hệ vẫn còn chút lực lượng tự chủ. Nhưng giờ đây đao kiếm treo trên đầu, chút lực lượng ấy đã tan thành mây khói. Ba vị chân thần tuyệt đỉnh, một kiện thập giai thần khí, lại còn tác chiến ngay trong thần vực, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, vậy mà vẫn không địch nổi thiên hình đao phong kia, trong nháy mắt đã hai chết một bị thương, thảm bại ê chề. Thực lực như vậy, sức chiến đấu như vậy, còn hơn cả Minh Tiêu Đạo Pháp, ngũ hành tiên thiên đại trận. Minh Tiêu Đạo Pháp tuy mạnh, ngũ hành tiên thiên tuy ngang tàng, cũng chỉ địch nổi năm vị chân thần có thể thiêu Ani thành tro bụi mà thôi, trên thực tế vẫn có khả năng thất bại, cũng bởi vì trận pháp có nhiều hạn chế, các đại thần hệ tuy kiên kỵ, nhưng cũng không đến mức sợ hãi. Nhưng thiên hình này thì khác, không phải trận pháp, ít có hạn chế, chiến lực lại càng mạnh mẽ, địa tiên không ra e rằng không ai địch nổi, các đại thần hệ tuy nội tình thâm hậu, nhưng đối với sự tồn tại như vậy cũng không thể không e ngại nhượng bộ. Cho nên, một trận chiến này, lại có được vạn năm an bình, địa tiên không xuất thế, các đại thần hệ, quyết không dám manh động nữa chỉ còn cách hành sự lặng lẽ ẩn mình chờ thời sống qua ngày sau đó mới có thể dốc toàn lực ứng phó với ngoại đạo ma giới kia thiên hình cơ giáp này chẳng lẽ có thể sánh ngang với một vị địa tiên trong phòng trực tiếp mọi người nghị luận ồn ào nhưng chung quy không ngoài đại cục mọi chuyện đến đây là kết thúc cứ như vậy vài ngày sau phục long sơn minh tiêu quang trong tổ sư điện hứa dương một mình ngồi đó trên mặt ý cười tự nhiên, nhìn về phía giao diện thuộc tính, liền thấy hai hàng kim quang đập vào mắt. Đạo Pháp, âm dương ngũ hành, trị thế, chính Pháp thiên hình, vạn năm ngàn năm, biển xanh dâu bể, chư thế song hành, thành quả không cần phải nói. Tu vi tăng lên, cảnh giới đột phá, tạo Pháp càng thêm tinh thâm, cuối cùng đạt được chân tiên lực lượng. Về phương diện đặc tính kỹ năng, cũng có không ít đột phá, trong đó âm dương ngũ hành cùng thiên hình đạo Pháp là quan trọng nhất. Cái trước không cần phải nói, chính là thành quả hắn khổ tu huyền môn tiên Pháp, lĩnh hội âm dương ngũ hành suốt vạn năm chư thế. Đúng như tên gọi, đặc tính kỹ năng này, có thể tăng lên hiệu lực của âm dương chi đạo cùng ngũ hành chi Pháp. Bao gồm nhưng không giới hạn ở ngũ sắc thần quan, tiên thiên ngũ phương kỳ, ngũ hành tiên thiên đại trận, cùng các loại thần thông đại thuật thuộc âm dương ngũ hành, linh bảo tiên khí, đan pháp phù pháp trận pháp khí pháp chỉ cần thuộc âm dương ngũ hành đều có thể nhận được tăng phúc từ đặc tính này về phần hiệu quả tăng phúc trận chiến phục long chính là minh chứng rõ ràng nhất trận chiến phục long sơn hắn một mình đấu với ngũ đại chân thần đều là nhân vật đứng đầu trong các đại thần hệ bên người lại có tiên bảo thực lực mỗi người đều không kém gì phượng chủ ma chủ yêu hoàng đại nhật như lai các tuyệt đỉnh chân tiên của địa tiên giới hơn nữa còn khắc chế ngũ hành pháp môn của hắn, có thể nói là khắc chế đến cực điểm. Nhưng cuối cùng hắn vẫn dựa vào nhất khí hóa tam thanh, ngũ hành tiên thiên trận, cùng với đinh giáp thần hỏa để giành chiến thắng. Cả ba đều là yếu tố then chốt, nhưng nền tảng của chiến thắng vẫn là ngũ hành tiên thiên đại trận. Nếu không có trận pháp này làm cơ sở, thì dù có thần thông như nhất khí hóa tam thanh, cũng khó mà cản nổi ngũ đại chân thần, huống chi là thúc dục, thiên tiên cấp bậc đinh giáp thần hỏa giúp toàn lực định đoạt chiến cục ngũ hành tiên thiên đại trận cửu giai chẳng lẽ tu vi trận đạo của hắn đã đạt đến cảnh giới ấy sao không phải vạn năm trước hắn cũng chỉ là một trận sư thất giai dẫu có lợi thế về thời gian cùng cơ duyên từ thông thiên bí cảnh mỗi thế giới các đại phân thân song hành cũng chỉ miễn cưỡng nâng tu vi trận đạo lên bát giai mà thôi cửu giai ư biển học mênh mông nào dễ với tới chỉ với tu vi bát giai làm sao bố trí được tiên trận cửu kiếp, đương nhiên là nhờ ngoại lực trợ giúp, ngoại lực có hai, một là trận khí, hai là đặc tính. Cái trước không cần phải nói, vạn năm khổ công, thiên đạo trợ lực, lợi dụng cơ hội từ hồng nguyệt ma họa, hắn đã thành công mô phỏng luyện chế tiên thiên ngũ phương kỳ, đạt được năm kiện tiên khí cực phẩm được thiên đạo công nhận, gia trì công đức. Tuy chỉ là tiên khí bát giai, nhưng nhờ lực lượng công đức của thiên đạo, tác dụng trong việc bố trí trận thế không thua kém gì tiên bảo cửu giai, thậm chí còn vượt trội hơn bởi lẽ bản chất của trận pháp chính là điều động lực lượng thiên địa ưu thế của công đức trận khí ở phương diện này ngay cả tiên bảo cũng không thể sánh bằng nhờ năm kiện công đức trận khí ngũ hành tiên thiên đại trận này đã bước nửa bước vào ngưỡng cửa cửu giai đó là nửa bước còn nửa bước nữa từ đâu mà đến đương nhiên là nhờ gia trì đặc tính âm dương ngũ hành mới lĩnh ngộ vốn có đạo pháp tổ sư cộng thêm một loạt đặc tính kỹ năng về trận pháp đã thành công bổ khuyết nửa bước còn thiếu giúp ngũ hành đại trận của hắn vượt qua giới hạn, bước vào cảnh giới cửu giai. Sau đó, liền không còn gì nữa. Cửu giai trận thế làm nền tảng, đạo pháp thần thông thúc dục, đinh giáp thần hỏa thiêu đốt, bà la hỏa thần kia liền kinh sợ chịu thua. Từ đó có thể thấy được diệu dụng của âm dương ngũ hành. Nếu không có đặc tính mới lĩnh ngộ này, e rằng hắn muốn chiến thắng Ani cùng ngũ đại chân thần, ắt phải dùng đến thủ đoạn phi thường, ví như kéo, lý hiên viên, ra làm đồng minh, mượn lực lượng cửu nghi thiên tôn để áp chế địch nhân tuy rằng làm vậy cũng có thể chiến thắng nhưng uy hiếp tạo ra chung quy không mạnh mẽ bằng một mình độc đấu đó là âm dương ngũ hành còn về chính pháp thiên hình đặc tính này nằm dưới mục trị thế là kỹ năng mới đặc tính mới công hiệu không cần phải nói đúng như tên gọi chính là toàn diện tăng cường tác dụng của chính pháp thiên hình bao gồm nhưng không giới hạn ở sự công nhận của thiên địa xu hướng của nhân tâm, thiết lập pháp tắc, còn có việc chế tạo, hình cụ, như linh tê thần kiếm, trảm tiên phi đao, cùng với uy năng cuối cùng của chính thiên hình. Đặc tính kỹ năng này, ở thế giới lam tinh này, tuy cũng có tác dụng không nhỏ, nhưng nói thật là không then chốt. Nơi nó thực sự tỏa sáng, thực sự quan trọng, là ở thế giới đạo pháp, thế giới thần võ cùng thế giới hiện thực. Bởi vì thế giới lam tinh, đang trong thời đại ma họa loạn thế, thiên đạo không hề keo kiệt công đức chỉ cần thao tác thỏa đáng luyện chế một kiện tiên bảo công đức cửu giai căn bản không thành vấn đề các thế giới khác thì khác thế giới thần võ cùng thế giới hiện thực đều không có cơ hội như vậy thiên đạo không hiện công đức không gián đừng nói tiên bảo công đức cửu giai ngay cả tiên khí công đức bát giai luyện chế cũng cực kỳ khó khăn thế giới đạo pháp còn đỡ chư thiên địa tiên có thể lấy được công đức tuy số lượng không nhiều nhưng dù sao cũng có chút hy vọng thế giới thần võ cùng thế giới hiện thực thì thật sự ngay cả hy vọng cũng không có căn bản không thể hoàn thành bước đột phá từ không đến một từ không đến có nhưng giờ đây có đặc tính chính pháp thiên hình này tình huống này liền có thể thay đổi cho dù không có thiên đạo công đức giáng xuống cũng có thể dựa vào pháp tắc trị thế cứ thế mà luyện ra một kiện công đức chi bảo đạt đến cửu giai hình thành chính pháp thiên hình chỉ là cần hao phí một chút thời gian dựa theo thể lượng của thế giới đạo pháp thế giới thần võ cùng thế giới hiện thực cộng thêm quy mô của mỗi vạn đạo học cung hứa dương đoán chừng nhanh nhất là thế giới đạo pháp cũng phải mất vài vạn năm thậm chí vài chục vạn năm tuy nghe có vẻ hơi lâu nhưng đây chính là công đức chi bảo hành quyết chi khí tuy gọi là cửu giai thực chất là thập giai sánh ngang với những đế binh trọng khí của vực thần châu trong thế giới hiện thực đừng nói vài chục vạn năm dù là trăm vạn năm cũng sẽ có vô số chân tiên tranh nhau đoạt lấy trên thực tế cổ chi đại đế của trung vực thần châu khi luyện chế đế binh trọng khí cũng tiêu tốn hàng trăm ngàn năm thậm chí trên triệu năm còn đầu tư vô số kỳ trân dị bảo có thể nói là dốc hết tâm huyết hiện tại hắn nhờ vào đặc tính kỹ năng chính pháp thiên hình này chỉ cần vài chục vạn năm là có hy vọng luyện thành một kiện công đức chi bảo sánh ngang với đế binh còn gì đáng bất mãn nữa chứ nếu để cho Tiên môn đại giáo, cổ triều đế tộc ở trung vực biết được, e rằng sẽ ghen tị đến đỏ cả mắt. So với việc luyện chế công đức chi bảo chưa từng có, sự tăng tiến về sức chiến đấu mà đặc tính này mang lại, chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm. Công đức chi bảo cửu giai, Thiên công tạo pháp bát giai, cả hai kết hợp tạo nên chính pháp thiên hình, chiến lực đã hoàn toàn vượt qua giới hạn của chân tiên. Chú ý, là hoàn toàn vượt qua, trong hiện thế đế binh trọng khí cùng tuyệt đỉnh chân tiên phối hợp, có thể đạt tới trình độ, nửa bước đại đế, nhưng nửa bước đại đế nói cho cùng vẫn là chân tiên, vẫn chưa bước vào cảnh giới địa tiên. Surya trước đó chính là ví dụ, tuy hoàng kim thái dương thần giáp của hắn không phải đế binh, nhưng cũng không kém là bao, kết hợp với thái dương kim cung, đạo trường diễn hóa ra thần vực, chiến lực cũng không thua kém thánh chủ chấp trưởng đế binh là bao, nhưng vẫn không địch nổi thiên đao hành quyết, bị hứa dương dễ dàng chém giết đó chính là lực lượng của chính pháp thiên hình là công đức chi bảo là hành quyết chi khí nó nắm giữ ưu thế vô song trong thế giới này có thể điều động đại đạo thiên địa pháp tắc nhân tâm trở thành thiên hình chân chính đừng nói là một chân thần cố gắng tạo ra ngụy thần vực cho dù là thần vực thập giai chân chính chỉ cần còn ở trong phiến thiên địa này trong thế giới này thiên hình vẫn có thể đánh vỡ nó ngụy thần vực của ngươi chỉ là một tiểu thế giới được tạo ra làm sao có thể ngăn cản thiên đao của ta đây, cho nên, Surya bại, một thất bại không hề bất ngờ, tuy đã biến đạo trường thành thần vực, nhưng vẫn không chiếm được ưu thế sân nhà, thiên thời địa lợi nhân hòa đều thuộc về hứa dương, hắn làm sao có thể không bại, đây là đại ngộ của, kiếp vận chi chủ, cũng là quyền hành của, chính pháp thiên hình. Trong thế giới của mình, thiên địa nhân tâm, hành quyết hợp nhất, chiến lực tuyệt đối không thua kém một vị địa tiên, cộng thêm sự tăng cường từ đặc tính kỹ năng, tuy vô lễ không phải tính cách của hứa dương, nhưng không thể không nói, ở thế giới lam tinh này, hắn đã có vốn liếng để đối mặt với địa tiên. Đương nhiên, đối mặt thì đối mặt, đánh có thắng hay không, có chết hay không, có đánh được nhiều hay không, vẫn còn khó nói, nhưng dù sao đây cũng là một bước nhảy vọt về chất. Tổng kết chiến sự đến đây là kết thúc, tiếp theo là phân đoạn kiểm kê thu hoạch đầy vui vẻ. Không nói đến thiên hình do chính mình vất vả luyện thành, trận chiến này hắn thu phục được ba vị chân thần tuyệt đỉnh, hai chết một bị thương. Tên chết đầu tiên, Bà La thần Surya, cống hiến một bộ thập giai thần khí Thái Dương thần giáp, ba kiện cửu giai thần khí, cùng với Thái Dương Kim Cung, các loại trân bảo vô số kể, cả gia tài tích lũy vô tận tuế nguyệt của một chân thần, giờ đây đều thuộc về hắn. Tên chết thứ hai, thần Đông Doanh Susano. Cống hiến một thanh thần khí cửu giai thiên tùng vân kiếm, cùng một số thần khí bát giai và các loại kỳ trân dị bảo, tuy không bằng Surya, nhưng dù sao cũng là chiến lợi phẩm, vui vẻ thu vào phủ khố. Kẻ xui xẻo cuối cùng, bà La Hỏa thần Ani, gia sản cũng tương đương với Susano, nhưng bản mệnh thần khí hỏa thần trượng đã bị thiên hình chém gãy trong đại chiến trước đó, giá trị giảm mạnh, may mà người còn sống, lại là hỏa thần vạn đạo học cung vui mừng thu được một vị đại tướng nhóm lửa năng lực sản xuất chắc chắn sẽ được nâng cao đáng kể tính toán như vậy quả thật là thu hoạch tương đối khá nhất là thái dương thần giáp này tuy là bà la thần khí nhưng đại đạo ba nghìn đều quy về một mối đối với việc hắn lĩnh hội âm dương đại đạo có trợ giúp rất lớn thậm chí có thể lấy nó làm hạch tâm chế tạo ra bộ giáp chân tiên thứ tư trở thành nội tình của vạn đạo học cung quả nhiên người không làm việc phi pháp thì không giàu Ngựa không ăn vụn cỏ đêm thì không béo, sau khi tiêu hóa hết những thu hoạch này, thực lực của vạn đạo học cung chắc chắn sẽ bước lên một tầm cao mới. Chỉ là Hứa Dương xoay chuyển ánh mắt, nhìn ra ngoài điện, hướng lên bầu trời, nhìn chăm chú vào minh nguyệt sáng tỏ, trong mắt lại có vài phần ưu tư. Tuy rằng lúc này, mọi chuyện đều tốt đẹp, nhưng vẫn còn một thanh lợi kiếm treo lơ lửng trên đầu, khiến người ta ăn ngủ không yên. Dục giới, Ma La, ba tuần, vạn năm, dù đối với tiên thần mà nói, cũng là một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Thế mà, khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy trôi qua, dục giới trừ việc đưa đến chút thiên ma ô nhiễm vào thời điểm hồng nguyệt, lại không có bất kỳ động thái thực chất nào khác, việc mở rộng giới môn, ti ma ác chiến như trong dự đoán căn bản không hề xảy ra. Điều này khiến hứa dương hết sức nghi hoặc. Là thời cơ chưa tới, hay là, đã xảy ra chuyện gì, không ai biết được, cho nên, hắn quyết định đi tìm hiểu một phen, đừng hiểu lầm, hiện tại hắn cũng không có khả năng trực tiếp tiến vào dục giới thiên hình trên chiến trường chính diện có lẽ có thể sánh ngang địa tiên nhưng khi tác chiến ở nơi khác cũng chỉ đạt đến trình độ tuyệt đỉnh chân tiên cộng thêm đế binh trọng khí chưa nói đến ma tổ ba tuần được đồn đại là kim tiên chỉ riêng đám thiên ma địa ma kia cũng đủ khiến hắn không chịu nổi trực tiếp tiến vào dục giới đó là chuyện không thực tế nhưng hắn có thể đi đường vòng đến những nơi dục giới chiếm cứ để tìm hiểu ví dụ như thế giới hắc thủy Giới này vốn là đại thế giới của tiên thần, sau vì thiên đế khung cao bại dưới tay Ma La Ba tuần mà biến thành ma thổ, ngay cả phân thân, Hứa Thanh Ngư của hắn cũng chết thảm trong đó, mối nhân quả này hắn chưa từng quên. Tuy rằng hiện giờ hắn bận rộn nhiều việc, nhưng nói bận cũng là nhàn rỗi, thế giới đạo pháp thì chuyên tâm vào thông thiên bí cảnh, thế giới thần võ thì tìm kiếm phá toái hư không, thế giới hiện thực càng khỏi phải nói, không có công đức chi bảo. Đối mặt với đám thánh chủ cùng đế binh trong tay bọn họ ở trung vực thần châu, hắn hoàn toàn không có sức phản kháng. Thế giới Lam Tinh cũng vậy, sau trận chiến này, các phương đều e sợ, trước khi địa tiên giáng thế nhất định sẽ bình yên vô sự, vạn đạo học cung chỉ cần dốc toàn lực phát triển, ứng phó với ma kiếp là đủ. Mỗi thế giới này, tuy đều có nhiệm vụ, nhưng đều không có gì quá cấp bách, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, liền có thể nước chảy thành sông, thông dong phá cục cho nên, hắn hoàn toàn có thể dành thời gian và tinh lực, trở lại thế giới hắc thủy, thăm dò nội tình của ba tuần. Lại đi dò xét một phen, phúc chí tâm linh, quả quyết hành động, hứa dương nhắm mắt lại, phát động đặc tính kỹ năng đã sớm nắm giữ, thần du đến thế giới hắc thủy đã biến thành ma thổ kia. Thế mà, chỉ trong chốc lát, hắn đã mở mắt ra, cao mày kinh nghi bất định, sao lại thế này? Trong tổ sư điện, hứa dương cao mày, vẻ kinh nghi hiện rõ trên mặt thần du thất bại điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hứa dương hắn đã tưởng tượng ra đủ loại tình huống thậm chí nghĩ đến việc thế giới hắc thủy bị dục giới chiếm đoạt bản thân thần du đến đó sẽ trực tiếp đụng độ ba tuần một sự kiện có xác suất cực nhỏ duy chỉ có không nghĩ tới việc thần du này lại thất bại dù sao thần du vạn giới là đặc tính kỹ năng cùng cấp bậc với trang chu mộng hồ điệp tuy đến nay hắn vẫn chưa khám phá ra bí mật đằng sau giao diện thuộc tính nhưng có một điều không thể nghi ngờ, đặc tính kỹ năng thần kỳ và cường đại, thần kỳ đến mức không thể tưởng tượng, cường đại đến mức không giảng đạo lý. Trang Chu Mộng Hồ Điệp, thần du vạn giới không cần phải nói nhiều, chính là nền tảng lập nghiệp của hắn, ngay từ khi còn là phàm nhân, đã có thể xuyên qua chư thiên vũ trụ. Thực lực ấy, bước chân của đại năng thời không, dù hiện tại tu vi của hắn đã đạt đến kiếp cảnh lục quan, tu luyện nhiều diệu pháp, chiến lực sánh ngang chân tiên, cũng khó mà phân tích, không biết là thủ đoạn gì còn có độn khứ kỳ nhất, đặc tính kỹ năng tác dụng lên thiên cơ, hiệu quả cũng khó mà tưởng tượng. Cuối thời kỳ phong khởi thanh bình, hắn gặp phải rất nhiều cường địch, trong đó không thiếu tiên thần, nhưng từ đầu đến cuối không ai có thể tính toán hắn trên phương diện thiên cơ. Thậm chí ngay cả căn cơ tu vi, cảnh giới của bản thân hắn, cũng không thể ảnh hưởng đến đặc tính kỹ năng này. Thời kỳ phàm nhân có thể trang chu mộng hồ điệp, sau khi tu hành cũng có thể trang chu mộng hồ điệp, ngay cả lúc này đây tiến giai độ kiếp, Tiên quả đã thành, trang chu mộng hồ điệp vẫn là trang chu mộng hồ điệp, không hề bị ảnh hưởng. Tất cả những điều này đều đủ để chứng minh sự cường đại của đặc tính kỹ năng, một sự cường đại hoàn toàn không giảng đạo lý. Thế nhưng hiện tại, thần du vạn giới, đặc tính kỹ năng ngang hàng với trang chu mộng hồ điệp lại mất hiệu lực. Không, không thể nói là mất hiệu lực, chính xác mà nói là gặp phải trở ngại, trở ngại gì, hắn cũng không nói rõ được, chỉ là một loại cảm giác một loại cảm giác bị ngăn cản ở ngoài cửa. Đây cũng là nguyên nhân khiến hứa dương kinh nghi, thế giới hắc thủy tuy là đại thế giới tiên thần với thời gian gấp 10 lần, nhưng hắn cũng không phải chưa từng trải qua đại thế giới tiên thần như vậy, bất kể là địa tiên giới phi thăng từ đạo Pháp, hay thế giới lam tinh hiện tại, đều là đại thế giới tiên thần với thời gian gấp 10 lần. Tuy hắn chưa từng sử dụng thần du chi Pháp ở hai thế giới này, nhưng dựa vào đặc tính, bỏ chạy đệ nhất, làm bằng chứng, ngay cả đại thế giới tiên thần cấp bậc này cũng không thể hạn chế đặc tính kỹ năng của hắn phát huy tác dụng vậy thì đây là tình huống gì thế giới hắc thủy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại có thể ngăn cản hắn ở ngoài cửa hứa dương suy nghĩ một hồi đưa ra hai phỏng đoán thứ nhất thế giới hắc thủy biến thành ma thổ bị dục giới triệt để chiếm cứ vị cách của dục giới được nâng lên lại thêm sự tồn tại của ma la ba tuần kẻ được đồn đại là kim tiên lực lượng thế giới thập phần cường đại đồng thời cũng mười phần mẫn cảm với sự xâm nhập từ bên ngoài cho nên đã ngăn cản thần du vạn giới của hắn len lỏi vào thứ hai vị cách thế giới không tăng lên nhưng có người chủ động phong tỏa dùng lực lượng cực kỳ cường đại đóng cửa thông đạo thế giới khiến hắn không thể tiến vào cho dù là cái trước hay cái sau e rằng đều cần đến lực lượng to lớn cấp bậc kim tiên hoặc là quyền uy thiên tiên của thiên đế mới có thể thực hiện được đây là suy đoán mà hứa dương đưa ra dựa trên kinh nghiệm sử dụng chính pháp thiên hình của bản thân hắn không cho rằng địa tiên hay thiên tiên bình thường có thể ngăn cản đặc tính kỹ năng của mình phát huy tác dụng. Vậy nên, vấn đề là, thế giới hắc thủy rốt cuộc là bị dục giới thôn phệ, hay là bị ba tuần hoặc kim tiên khác phong tỏa bằng lực lượng to lớn, khó mà nói, nhưng may mắn là, hứa dương phát hiện, thần du vạn giới, cũng không hoàn toàn mất đi hiệu lực, đạo phân thần hắn gửi đi, vẫn đang dưới tác dụng của một cổ lực lượng kỳ dị, chậm rãi xuyên qua thẩm thấu vào thế giới hắc thủy. Nói là kỳ dị mà không phải cường đại, là bởi vì cổ lực lượng kia không trực tiếp xung đột với đối phương mà là dùng phương thức chui lỗ hỏng đi cửa sau để xâm nhập vào thế giới kia. Không nghi ngờ gì nữa, cổ lực lượng kỳ dị kia chính là đặc tính kỹ năng của hắn huyền diệu trong đó còn có những khả năng ẩn chứa đằng sau nhất thời hứa dương cũng không thể nào hiểu rõ được. Nhưng may mắn là hắn không phải kẻ câu nệ tiểu tiết hiện tại chưa hiểu rõ vậy thì để sau hãy hiểu. Trước mắt vẫn là phải tiến vào thế giới hắc thủy do xét tình hình của dục giới và ba tuần bảo đảm cơ nghiệp ở thế giới lam tinh này không bị mất mát vì vậy hứa dương không nói thêm lời một lần nữa nhắm mắt lại tiếp tục thi triển thần du chi pháp cứ như vậy thông thiên học viện khuôn viên thứ chín một buổi lễ tốt nghiệp mở ra thế giới khác đang được tiến hành đương nhiên việc mở ra thế giới khác chỉ là cách nói đối với người ở thế giới này còn trong thông thiên học viện thì đã là chuyện thường như cơm bữa chỉ thấy một đoàn người xếp hàng dài, tất cả đều là thiếu nam thiếu nữ mặc đồng phục, khí tức thanh xuân cùng hốc môn khiến người ta phải sao xuyến. phía trước đoàn người là một tòa tháp cao, toàn thân bằng đá, phong cách thô kịch, khác biệt rõ ràng so với kiến trúc xung quanh trường học, thậm chí có thể nói là không ăn nhập gì. hàng người xếp dài dàn dặt, tiếng nói chuyện rì rầm không dứt, mang theo sự phấn khích và kích động, cũng có cả sự hoang mang và lo lắng. nhanh lên nào, sao chậm thế, sốt ruột chết mất ồn ào cái gì có thể nhanh được sao hiệu suất làm việc của cái thứ này chỉ có vậy thôi bao nhiêu năm rồi thông thiên tháp cũng không biết cải tiến chút ít những công trình cơ sở này ta khuyên ngươi nên bình tĩnh một chút đừng quá phấn khích nếu không hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn đúng vậy đừng tưởng rằng tiến vào thông thiên gương nói ai là rác rưởi ta nói ta có ý kiến hai thông thiên tháp thông thiên tháp phải có bối cảnh có thực lực mới có thể một bước lên trời giống như chúng ta những kẻ không có hậu trường, không có bối cảnh, bị chà đạp giữa chợ đời, có thể là một tiểu lĩnh chủ, an an ổn ổn sống qua ngày cũng không tệ rồi. Đúng vậy, hàng năm có biết bao nhiêu tân sinh lĩnh chủ, cuối cùng có thể tiến giai được mấy người, đại đa số đều là đi làm thuê cho người ta, sống qua ngày đoạn tháng, không có thiên phú, không có tài nguyên, lấy gì mà tiến giai, trừ phi gặp được đại vận nghịch thiên nào đó, nếu không thì vẫn là chờ kiếp sau đầu thai cho tốt đi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.